Sao bắt đầu cho máy đây? Đúng đó. Đang ngồi trong cáp lên núi. Thấy núi không? Tối hả? Sáng trưng mà. Bên anh mới tối á. Đang đi lên núi. Con gái ngồi với bà ngoại hôm trước á. Con gái đi trước rồi. Ở đằng trước kìa. Đó, cái màu xanh đó. Thấy không? Cái màu xanh đi trước đó. Dọn ra ngoài đó kìa, cây cối rồi nhóc kìa. Đó, cây nhóc luôn. Nó dòm xuống mấy cây nè. Thấy không? Nó dòm mấy cái cây đó đang lên núi. Hả? Tại không biết nên lên cho biết. Ừ, lên cho mấy đứa nó ở núi luôn, lên núi ở luôn. Cho con nó người thành cậu bé rừng xanh luôn. Tín hiệu kém rồi nên đây là mắt sống rồi nè. Rồi cho ở núi luôn. Bye bye đi, bye. Ở núi luôn, bye bye đi, bye bye. Thấy chưa? Rồi. Ừ, quá trời mất luôn kìa. Cây gì cũng có, cây me hết kìa. Trời mất kêu. Có cây đó cây gì ta? Có cây đều nữa kìa. Ừ, nguyên cục đá bự luôn. Biết ngay lận lon nó leo không nổi. 4 tiếng là nó bỏ nó chạy liền thấy không? Từ đây lên núi mà nó nửa tiếng nó đi. Mà ngồi đây không liền mà đỡ tiếng hỏi. Ngồi này con cũng hết từng nửa tiếng rồi ở đó mà leo. Ủa đi bộ đi đường nào ta? Nhìn đây đâu thấy đường nào đi bộ lên đó. Các bạn không thấy chắc đường nào rồi đó. Chắc ba chỗ khác rồi. Vòng 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 mới lên tới giờ mới. Đó, đường đi đó bển á. Kia bên đó kìa. Bên này. Bên đó kìa. Bỏ chắc làm cây dịch lên gì. Nó tráng nhựa con chút xíu xíu. Trên này cũng có xe chạy nữa. Xe ôm phản ai ai mà đi không nổi á, đi dưới chừng nói kêu xe ôm chạy họ chụp lại đi mà không quá trời cây luôn. Ủa ở đây có dừa tam quan nữa kìa, có dừa tam quan gì dần dần.
Nè, cái đường mòn đi lên nè. Đó. Nó quằn quèo như vậy hàng chi lâu phải rồi. Đi nè. Xuống thấp nè. Rồi, xuống. Nhà ra đó. Nhà ra. Ôi, ở đây có nhà quá chừng nè. Hình như đường đi đó đó chị, đường đi đó đó. Đó. Đó đường đi đó. Nhà nó cắt theo hai bên. Nó bên đường núi. Mấy nhà nó chắc thế nào cũng có xe ôm. Tới nhà nào đi không nổi, kia xe ôm. Ở đây mà mít nó mập cũng quá trời nè. Cái mít kia. Đừng có trồng. Thế nó chen chen vô mấy cái cây. Nhãn kim chôm cùng lum cái mít bụi ta bán nha, mít tuốt ở trong này cũng có mít nè. Này đi lò bộ tới tan chết bây giờ lò lên tan đây lò ra bỏ lò về luôn. Chuột nó hay lắm rồi đi bộ tưởng đâu nửa tiếng nghe em mình tiếng mới đòi đi bộ đó. Đi bộ đó đó ta đi bộ kìa nó bực là cũng lết rồi. Nó có người đứng ngồi nghỉ rồi kìa đó. Ấy con nhóc đó nó lết rồi. Chụp quay đi về bắn cho chị nha chụp. Này quá trái. Chưa mà. Năm nay mưa dớt hết rồi. Tích chứ. Ủa cái xài cao vậy sao hả? Cho em đi sửa vì giờ mấy cảnh đẹp hơn nó qua tặng mình quá trời mệt luôn đi vú sữa nữa kìa ông ngoái ra mỏi cổ đi mày có phép con tột tột đi đâu phép. Để đang nắng mưa người ta ngốc mưa còn mưa thì nước chạy như chạy trên đường như đường mòn nha. Đường mòn như mình còn đi một chỗ rồi nè đó nè 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 đường mòn nè thích cái mận nữa kìa cái mận có trái nè chỗ biết nãy đi bộ đi 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 em muốn xuống đi mình xuống đi em có mệt nói đi băng qua đó là đi tới lên núi đó nó băng qua cái cầu kìa cái sông đẹp lắm hả đó thì giờ lên thì có không có hồ cá nước nó trong veo nước ít với hàng chi thác nó chảy xuống cái sèo. Chắc là ông già kia ông ấy thiền kia đúng không? Thiền kia. Chút ở trên đó cũng có nhà ở kìa. Nhà ra cáp nè con. Như đó trên đỉnh nè. Bắt cho
chạy. Cái cây nó đẹp quá ha. Cái cánh cái đó cây gì ta? Mọc ngay cái cọc đá luôn rồi. Cái mít con nó nhóc hết trơn. Tôi đủ. Trời ơi, tắt nhẹ ở đây chắc mát lắm. Đường nhỏ thì tốt trong sinh sẽ đường nó chạy lên. Đúng, đường nó bổ nó cũng luôn chạy lên bất kỳ cả. Ủa, xe ôm kìa. Ta có đường đi nè. Ủa, xe ôm kìa. Xe chạy lên được. Mình không biết đường đi, không có vô đây nè. Lên đi chơi nó bỏ nó về mà.